Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho ban biên tập chương trình, mình được tử vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới. Một mùa xuân năm mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động tiên tri cực chuẩn, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, khuyên dưỡng chi chư, được bề trên ban cho lộc lớn. Qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, tiền bạc ầm ầm kéo đến, đổi vận cực giàu có, tiền tỷ nhét nứt két, đúng trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Xin mến chào quý khán thính giả thân thương của Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích, biết trước thiên cơ để tránh xa vận hạn, gia đạo bình an, thịnh vượng. Thưa anh chị Tân Hợi khuyên dưỡng chi chư thân mến, tử vi thần số học, chiêm tinh học, nhân số học, tarot, bói bài hay cách xem nào đều tóm lược vào một ngành chung gọi là khoa học dự báo, đã gọi là dự báo tức có thể xảy ra và có thể không xảy ra. Như dự báo thời tiết vậy, nên cuộc đời một con người phân chia đơn giản, luôn là 50 phần 50, kiểu nước đôi. Ở trần thế này từ xưa đến nay chẳng có mấy kiếp số được bình an trọn vẹn. Chắc hẳn từ khi anh chị sinh ra cho đến bây giờ, số lần tai họa biến cố ập đến là không thể kể xiết. Anh chị có thắc mắc vì sao tai họa cứ liên tục rơi xuống đầu mình như vậy không? Có thắc mắc vì sao mà những kẻ làm ăn phi pháp sống bất nhân bất nghĩa ngoài kia? Họ ngày ngày sống trong vinh hoa phú quý, còn mình ăn ở tử tế hiền lành chẳng hại đến ai thì lại cứ nghèo khổ mát kiếp không? Và đã bao giờ anh chị bất lực giữa dòng đời này quá? Mà cũng lên chùa cầu mong mình được Phật độ hay không? Chắc hẳn là có rồi đúng không ạ? Nhưng tôi biết, thường thì cầu không được mà ước cũng chẳng thấy có đúng không nào. Vậy thì hãy theo dõi video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chỉ ra cho anh chị tuổi Tân Hợi xem cần làm gì để trong 6 tháng đầu năm 2024 trời ban cho cơ hội đổi đời, phú quý giàu sang nhé. Và đặc biệt trong phần cuối của video này, Minh Đường Tử Vi sẽ chỉ rõ cách hóa giải vận hạn và màu sắc phong thủy, giúp gia chủ tuổi Tân Hợi may mắn cả năm, giàu sang chạm nóc, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi. Hãy cùng xem diễn biến vận trình tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch năm 2024 trong video này quý vị nhé. Trước khi đi vào nội dung chi tiết về vận trình của bản mệnh trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch này, chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua đôi chút về người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tân Hợi 1971, địa chi, khuyên dưỡng chi chư, lợn nuôi nhốt, mệnh thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, cung mệnh nam 1971, nam cung khôn thổ, tây tứ mệnh, cung mệnh nữ 1971, nữ cung tốn mộc, đông tứ mệnh, màu tương hợp, vàng, trắng, màu tương khắc, đỏ, Phật ban phúc, Phật thích ca, Phật ban trí, Phật di lặc, Phật bảo hộ, Phật A-di-đà như lai. Hướng hợp nam mệnh 1971, đông bắc, tây, tây bắc, tây nam, hướng hợp nữ mệnh 1971, bắc, nam, đông, đông nam, con số hợp mệnh 2, 5, 6, 7, 8, con số khắc mệnh 9. Tuổi Tân Hợi, khuyên dưỡng chi chư là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, vì thế họ thường được hưởng nhiều phước lành. Đi đến đâu làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số ngay từ khi mới sinh ra, về sau họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi có chí lớn và luôn lạc quan, nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh, thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có trốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Tuy mọi việc tương đối thuận lợi,
nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận. Họ là những người không câu nệ hình thức. Người tuổi Tân Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi. Họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ, vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ, thì không có gì ngăn cản họ được. Người tuổi Tân Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Tân Hợi an phận, không thích tranh đấu. Chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng. Nhưng họ chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế hòa nhã, mềm giống như người tuổi Mùi, tuổi Mão. Họ khoan dung độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác, vì vậy luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người. Trong suốt cuộc đời, họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Hợi luôn muốn giúp đỡ tương trợ khi bạn gặp khó khăn. Dù cho đó sai lầm của bạn thì người tuổi Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ mà dốc sức giúp đỡ. Người tuổi Tân Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Người tuổi Hợi không thích mê hoặc người ta giống như tuổi Thìn và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người như khỉ hay hổ. Càng không nói năng ngọt ngào như rắn, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Người tuổi Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp người làm vui, có thể thay người ra đảm đương những công việc khó khăn, mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ, vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì. Ngược lại, có khi còn vì quá thành thật trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của người tuổi Tân Hợi sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay bàng quan đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng, họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đặc biệt, đôi khi Tân Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội nên có thể dẫn đến thất bại. Người Tân Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Tân Hợi thích tự lực cánh sinh nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Tuổi Hợi mệnh kim là những người sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Trong một số trường hợp, tuổi Tân Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán, tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, tuổi Hợi mệnh kim sẽ tự mình giải quyết, đối mặt với gian nan thử thách. Họ không trông cậy cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp người tuổi Hợi có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang năm 2024 Giáp Thìn là năm mệnh hỏa, tương khắc với mệnh kim của tuổi Tân Hợi, thiên can giáp bình hòa với Tân, địa chi Thìn bình hòa với Hợi. Những yếu tố về mệnh, thiên can, địa chi dự báo một năm có thuận lợi và thử thách đối với tuổi Tân Hợi 1971. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2024, người sinh năm 1971 cần xác định tinh thần sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chuyện làm ăn kinh doanh khá bấp bênh trong lúc này, lúc bạn thu được nhiều tiền về túi, lúc lại trắng tay, thời điểm này bạn cần thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Lơ là một chút là bị hãm hại ngay, đồng thời đừng vội vàng dốc tiền đầu tư, hãy tìm hiểu kỹ mọi thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Chuyện tình cảm cũng khá trầm lắng, khi vợ chồng bạn đều quá bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà không có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình.
Khi quan hệ đôi bên lạnh nhạt mà xung quanh lại có quá nhiều cám dỗ, bản mệnh nên chú ý giữ mình, chớ để bản thân sa ngã, gây tổn thương cho người thân, cụ thể. Về công việc, sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Hợi 6 tháng đầu năm 2024 nhận định, con đường sự nghiệp của đương số không quá thuận lợi, do phải chịu tác động lớn của hung tinh. Vì thế, cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm, đặc biệt tháng 2, tháng 3 âm lịch, bản mệnh thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bản mệnh, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bản mệnh cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, Tân Hợi nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức mới lại không phải là hay. Chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu, đúng không? Hãy tin rằng sự cố gắng của bản mệnh sẽ luôn được đền bù xứng đáng. Dù đầu năm bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có Mộc Đức và Thủy Diệu Cát Tinh soi đường chỉ lối, tuổi Tân Hợi sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay công việc, lại thêm Cát Tinh chính quan cho thấy sự nỗ lực của bản mệnh luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm bản mệnh có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Về tài chính tuổi Tân Hợi trong 6 tháng đầu năm 2024. Xem tử vi năm 2023 cho thấy, vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi cũng không mấy sáng sủa, hung tinh khiến cho bản mệnh vấp phải nhiều khó khăn. Các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý, may mắn là trong 6 tháng tới có chính tài trợ mệnh, đương số nên tập trung làm công việc chính để duy trì các nguồn thu chính. Không nên quá vội vàng trong việc đầu tư kinh doanh kẻo dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo lợi bất cập hại. Với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ phải trải qua một năm khá vất vả do những trục trặc bất ngờ thường xuyên xảy ra, mâu thuẫn với lãnh đạo, đối tác cũng khiến cho hiệu suất công việc sụt giảm. Một số người còn không tìm được cơ hội phát huy thế mạnh của mình, vì thế mà mức lương có thể vẫn sẽ dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà bi quan hoặc nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng, bạn cần chăm chỉ làm việc để hoàn thành cho tốt trách nhiệm của mình. Như vậy thì bạn vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng tương xứng dưới sự phù trợ của chính tài. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn có thể bắt tay vào những công việc làm thêm. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là bạn phải cân bằng được với các công việc chính. Dù muốn làm giàu đến mấy, bạn cũng chớ nên ôm đồm công việc kẻo khiến cơ thể mệt mỏi, mà kết quả công việc cũng sẽ không thể nào tốt được. Với người làm kinh tế, việc kiếm về lời lãi có thể trở nên khó khăn hơn so với khoảng thời gian trước đó. Hung tinh vong thần khiến cho các kế hoạch của bạn gặp trục trặc liên tiếp, con giáp này có thể bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại lúc nào không hay. Do đó, bạn cần cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Nếu có ai đó rủ rê bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để kiếm lời nhanh chóng, thì bạn cần hết sức thận trọng nhé. Về phương diện sức khỏe, tuổi Tân Hợi trong 6 tháng đầu năm 2024. May mắn là người tuổi Tân Hợi không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong 6 tháng đầu năm 2024 này, đa phần mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh, dù gặp khó khăn cũng không quá bi quan, suy sụp. Để có thể duy trì được tình trạng này, bản mệnh nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Tân Hợi trong 6 tháng đầu năm 2024. Cát tinh hồng loan soi chiếu, đem lại một vài dấu hiệu trên phương diện tình cảm cho người độc thân. Trên thực tế, năm nay nhân duyên của bạn khá vượng, cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp không phải là không có, bản mệnh thường được người thân quen hoặc họ hàng giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Điều quan trọng là bạn phải cởi mở để trò chuyện với đối phương thì mới nhận ra được những điểm tốt của người đó. Còn nếu bạn cứ khép cửa trái tim thì dù có trò chuyện lâu đến đâu thì quan hệ cũng vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến triển. Với những người đã từng phải chịu vết thương thương lòng trong quá khứ thì đây là lúc bạn buông bỏ rồi. Đừng để những người đã bước qua cuộc đời mình ngăn cản mình đến với hạnh phúc đích thực. Xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người xứng đáng để bạn trao gửi tình cảm đấy. Tuy nhiên, ngũ hành lưu niên tương khắc lại đem tới những tác động bất lợi cho mối quan hệ vợ chồng. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Điều đó khiến cả hai đều cảm thấy chán nản mệt mỏi, thậm chí có một số cặp đôi còn đồng sàng dị mộng, muốn tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài.
Hãy nhắc nhở bản thân quý trọng những gì mà mình đang có, đừng buông thả bản thân chỉ vì những thú vui bất chợt. Vợ chồng có chuyện gì không vừa ý thì nên trao đổi thẳng thắn, chớ nên giữ trong lòng hoặc cố tình nói lời mỉa mai khiến đối phương khó chịu. Nếu hai người chịu hạ cái tôi của mình xuống một chút, suy nghĩ cho người còn lại nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ dần được tháo gỡ, thậm chí nửa đầu năm có thể đón tin vui về con cái. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tháng Bính Dần. Xem tử vi khoa học, người tuổi Tân Hợi lâm tượng nhị hợp, trong tháng đầu xuân năm mới này, báo hiệu công việc có quý nhân phù trợ, gặt hái thành quả nhất định, có điều, nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, vận khí sẽ giảm dần về cuối tháng, vậy nên, tranh thủ những ngày đầu tháng vận khí hanh thông có thể tiến hành việc quan trọng, tỷ lệ thành công cao hơn. Tài vận bình ổn, kinh doanh buôn bán suôn sẻ, tuy nhiên đầu năm sức mua chưa nhiều, nên tranh thủ thời gian để lên kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo, một số bản mệnh có lộc về đất đai, điền sản. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tháng Đinh Mão. Được quý nhân tam hợp nâng đỡ, vận trình tháng 2 âm lịch của tuổi Tân Hợi trên đà khởi sắc, bản mệnh mạnh dạn mưu sự lớn, hạ quyết tâm theo đuổi tới cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Hợi đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. Thời cơ đến chủ động nắm bắt để biến ước mơ trở thành hiện thực, tài vận ngày càng tăng tiến, những nỗ lực làm việc của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bằng số thù lao tương ứng, nhìn chung, làm nhiều hưởng nhiều, trời không phụ lòng người có công. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tháng Mậu Thìn. Coi tử vi phương Đông trong tháng 3 âm lịch này, tài vận của người tuổi Tân Hợi có dấu hiệu giảm sút, chi tiêu mất cân đối, lúc hoang phí khi lại phải dè sẻn cầm chừng, nếu không nhanh chóng thay đổi lại cách chi tiêu tùy hứng như vậy, sớm muộn gì bạn cũng nợ nần chồng chất. Trong tháng này, bản mệnh cũng cần lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận hung tinh, bản thân bạn chú ý ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực lên thì sức khỏe sẽ đảm bảo. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tháng Kỷ Tỵ. Phạm cục diện tương xung trong tháng 4 âm lịch, lại thêm đại hao hung tinh hoành hành, báo hiệu tài vận tuổi Tân Hợi ảm đạm, kinh doanh đầu tư đều có nguy cơ thua lỗ, hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ việc gì. Khi xảy ra bất cứ trục trặc nào trong công việc, bản mệnh cần bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý, có thể tham khảo ý kiến đóng góp của những người xung quanh, đừng quá độc đoán kẻo chuốc lấy thất bại. Nếu làm được điều đó, tuổi Tân Hợi sẽ có được sự hỗ trợ lớn từ chính quan, nguyệt mã và thiên vu cát tinh, yên tâm trong nghịch có thuận, trong thách thức sẽ tìm ra cơ hội thành công. Về phương diện tình cảm, khác với tử vi tháng trước, đôi bên thường xuyên tranh cãi, xung đột vì những vấn đề muôn thuở trong đời sống thường nhật. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch, tháng Canh Ngọ. Sang tháng 5 âm lịch được tử vi cát tinh soi chiếu, vận trình của tuổi Tân Hợi khởi sắc, vận khí hanh thông, có lợi cho học hành thi cử và phát triển sự nghiệp, mở rộng đường công danh, tài vận khởi sắc nhưng chưa mạnh, nhìn chung bản mệnh vẫn còn khá áp lực về vấn đề tài chính, các khoản chi phí phát sinh bất ngờ như mua đồ dùng mới thay thế, đồ dùng cũ trong nhà vì hỏng hóc, tiền ma chay, hiếu hỉ, đi du lịch, thăm bà con họ hàng ở xa. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch, tháng Tân Mùi. Bước sang tháng Tân Mùi, bản mệnh được quý nhân bán hợp che chở, sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt, trục trặc, khó khăn trong công việc sớm được đẩy lùi, tạo thêm nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Tình hình kinh doanh, buôn bán, trong tháng lạc quan, tuổi Tân Hợi mua may bán đắt, thu về không ít lợi nhuận, dịp này có thể tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn sự bứt phá bất ngờ. Vận đào hoa khởi sắc, có lợi cho người độc thân tìm kiếm đối tượng ưng ý, xuất hiện trường hợp người cũ đã chia tay, bỗng ngỏ ý muốn trùng phùng, nếu vẫn còn tình cảm bạn cũng có thể cân nhắc lại. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Tân Hợi năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 tuổi Tân Hợi nữ mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mang tin vui về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui, tuy nhiên sau này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng, người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc, đối với nữ giới mà ốm đau bệnh tật thì nguy hiểm nhất vào tháng 11 âm lịch. Theo niên hạn, hạn toán tận, gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật,
Ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, thay vì tiền mà bỏ cả mạng. Tiểu kết, năm có thủy diệu tinh chiếu mệnh, nữ mạng Tân Hợi có tài lộc khá vượng, làm ăn phát đạt, kinh doanh buôn bán năm này được lộc, trong nhà có hỷ sự, không ít chuyện vui mừng. Tuy vậy sau này cũng mang tới thị phi nếu sống kiêu ngạo hay đàm tiếu chuyện của người khác, có điều, gặp hạn toán tận, nhắc nhở bản mệnh cần đề phòng thị phi, mất mát của cải, đau ốm bệnh tật mà phải thuốc thang chạy chữa tốn kém mới khỏi. Ngoài ra, cần thận trọng đường sông nước, đề phòng tai nạn bất ngờ, nếu ốm đau vào tháng 11 thì rất nguy hiểm, cần đặc biệt lưu tâm. Nhìn chung, cuộc sống của nữ Tân Hợi sẽ được bình an, hạnh phúc nếu bản mệnh sống dĩ hòa vi quý, biết đủ với những gì mình đang có, không nên toan tính thiệt hơn, chỉ cần an yên với cuộc sống hiện tại thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cách kích hoạt sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói, ngoài ra phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được, để bảo vệ tài sản tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. 2. Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Tân Hợi năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm Giáp Thìn này bản mệnh gặp sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an vui tốt lành, có gặp hung dễ hóa cát, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Huỳnh Tuyền, gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Tiểu kết, nam mạng tuổi Tân Hợi năm 2024 gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu, Mộc Đức là cát tinh mang tới những điều may mắn thuận lợi trong cuộc sống. Bản mệnh năm nay sẽ đón nhận được những niềm vui bất ngờ từ người thân xung quanh. Trong năm dù gặp hung cũng hóa cát, khó khăn hay thách thức trong công việc tuy có, nhưng đều được xử lý kịp thời, thu về không ít trái ngọt, kinh doanh, buôn bán, khá may mắn, tiền bạc kiếm được mà tiêu cũng lắm, có tích lũy nhưng không quá khó khăn hay túng thiếu. Tuy vậy, gặp hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe, tinh thần suy giảm, nhắc nhở nam Tân Hợi nên tu tâm dưỡng tính, duy trì lối sống lành mạnh để cải thiện chất lượng cuộc sống, kết nối xã hội, tham gia các hoạt động tập thể, sẽ giúp bản mệnh cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn. Khoảng thời gian này, nam tuổi Hợi 1971 có thể an tâm khi con cái dần trưởng thành và xây dựng cuộc sống riêng. Mệnh chủ sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, tự chiêm nghiệm và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa. Tiếp theo, trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp Tân Hợi gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Tử vi tuổi Hợi 2024 bình ổn, chưa có tín hiệu mang tính bùng nổ hay đột phá, nhưng cũng không thấy điều gì quá xấu xảy ra với đương số, đa số mọi người vẫn tiếp tục với những kế hoạch dự định của mình. Màu sắc may mắn năm 2024 của tuổi Tân Hợi. Màu vàng kim, vượng sự nghiệp. Màu vàng kim giúp người tuổi Hợi trở nên nghiêm túc, nỗ lực lăn xả hết mình, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhờ vậy mà bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, khi khó khăn ắt có quý nhân hoặc người thân quen giang tay giúp đỡ. Màu trắng, bạc, vượng tài lộc.
Hai màu này giúp bản mệnh duy trì được sự tập trung khi làm việc, bình tĩnh trong việc đầu tư kinh doanh, từ đó có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến nhiều người phải khâm phục. Hơn nữa, màu trắng còn giúp bản mệnh tự tin, có ánh mắt quan sát, đánh giá chính xác để biết cơ hội nào phù hợp với khả năng của mình. Bạn cũng sẽ không ngại mở lối đi riêng, dẫn đầu xu thế, khiến đồng tiền chảy ào ào về túi. Màu xanh nước biển vượng tình duyên. Màu sắc này sẽ giúp các cặp đôi hóa giải cãi vã, mâu thuẫn, dần bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn. Nếu vẫn còn là người độc thân, màu này sẽ khiến bản mệnh trở nên nổi bật hơn trước đám đông. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Tân Hợi, đỏ nâu, vàng tươi. Hai màu này khiến người tuổi Tân Hợi khó duy trì được đầu óc tỉnh táo, thường xuyên ảo tưởng, từ đó dễ vướng phải những chiêu trò lừa gạt của đối thủ, dẫn đến cảnh hao tài tốn của. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ thường xuyên hành xử một cách độc đoán, bắt buộc người khác phải nghe theo ý kiến của mình, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Quý vị thân mến, năm chữ vàng của thiền sư tuy đơn giản, nhưng không phải ai cũng ngộ ra được đạo lý sâu xa trong đó. Người hiểu được cũng là người thấu tỏ đời người thăng trầm, lên xuống ra sao, đời người khác nhau chỉ ở một ý niệm, tốt thì thành Phật, xấu thì thành ma. Nhìn thế giới bằng ánh mắt lạnh lùng sẽ chỉ thấy cuộc đời tàn khốc vô tình. Nhìn thế giới bằng trái tim ấm nóng, cuộc đời ấm áp và đầy tình người như cảnh xuân. Cảnh là do tâm sinh, vận mệnh của đời người tốt hay xấu hoàn toàn do mình mà ra, phụ thuộc vào chính ý niệm của chúng ta. Nếu số mệnh đã nằm trong tay, bạn sẽ lựa chọn hướng đi của cuộc đời mình ra sao? Nếu vẫn chưa có câu trả lời, hãy đọc tiếp câu chuyện ngắn về năm chữ vàng của thiền sư dưới đây, chắc chắn bạn sẽ ngộ ra rất nhiều điều quý giá mà bấy lâu vẫn mơ màng. 1. Hai thanh niên và năm chữ vàng của thiền sư. Một ngày nọ, có hai thanh niên trẻ gặp nhiều áp lực ở nơi làm việc, nên đã quyết định cùng nhau tìm tới một ngôi chùa thanh tĩnh mong tìm chút khuây khỏa cho tâm hồn. Khi gặp một vị thiền sư, họ liền hỏi: "Thưa đại sư, chúng con đi làm khổ quá, hay bị ức hiếp, cầu xin ngài chỉ bảo, chúng con có nên nghỉ việc ở đó hay không?" Vị thiền sư không trả lời ngay, khẽ nhắm mắt ngồi trầm tĩnh. Sau một hồi lâu, ngài mới đáp lời, nhưng chỉ nói năm từ, chỉ là một bát cơm, sau đó không nói thêm gì nữa. Phất tay ý bảo hai người rời đi, hai thanh niên trẻ tuổi đó quay về. Sau đó một người lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, trở về quê hương làm ruộng. Người còn lại vẫn tiếp tục làm việc ở công ty cũ, thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã hơn 10 năm trôi qua, người thanh niên từng nghỉ việc về quê làm ruộng, luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người nông dân đi trước, cộng thêm những phương pháp mới mẻ mà tự mình mày mò ra, nay đã trở thành một chuyên gia nông nghiệp có tiếng. Còn người bạn khi đó cũng đã trải qua nhiều thay đổi, anh ta ở lại công ty, cố gắng nhẫn nại, cố gắng học hỏi, cuối cùng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên nên dần được coi trọng và nay đã trở thành một quản lý. Một ngày nọ, hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau, cả hai nói về những chuyện đã xảy ra trong những năm qua, ai nấy cũng đều rất xúc động. Vị chuyên gia nông nghiệp vẫn rất thắc mắc khi ấy, đại sư cho chúng ta chỉ năm chữ, chỉ là một bát cơm, năm chữ này tôi nghe xong liền hiểu ngay. Chẳng qua cũng chỉ là vì một bát cơm thôi mà, sao phải làm khổ bản thân cứ miễn cưỡng ở lại công ty làm gì, cho nên tôi đã xin nghỉ việc, còn anh sao lại không nghe theo lời của đại sư. Người quản lý vừa cười vừa đáp, tôi có nghe chứ, đại sư nói chẳng qua cũng chỉ là một bát cơm, cho nên sau đó dù có khổ ra sao, mệt thế nào, chịu bao nhiêu sự khinh bỉ hay rắc rối, tôi chỉ cần nghĩ đến năm chữ vàng của thiền sư, thì dù ông chủ có nói những câu khó chịu, chỉ cần mình bớt so đo, bớt hờn giận, đừng cái gì cũng chấp vặt, thì sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn, ý của đại sư chẳng phải là như vậy sao? Hai người nhìn nhau ngờ ngợ, không ai chắc chắn ý của thiền sư là cái nào, thế là cả hai hẹn nhau một ngày khác sẽ đến hỏi rõ thiền sư. Bây giờ, vị thiền sư đó đã lớn tuổi, nghe xong nghi ngờ của hai người kia, ông ngồi nhắm hai mắt trầm tư, sau một hồi lâu mới thốt ra câu, chỉ là một ý niệm, sau đó cũng phất tay rời đi. Bấy giờ hai người kia nhìn nhau mỉm cười, dường như giờ trong lòng đã sáng tỏ tất cả. 2. Sướng hay khổ chỉ nằm ở một ý niệm. Có thể thấy, cùng là một câu nói, nhưng do nhận thức, cảm nhận và tâm lý của mỗi người mà nó lại được hiểu theo một nghĩa khác nhau. Ý thức khác nhau khiến con người suy nghĩ và hành động dẫn đến kết quả khác nhau, cũng giống như câu chuyện bên trên. Hai người cùng nghe năm chữ vàng của thiền sư chỉ là một bát cơm, nhưng lại có hai cách hiểu khác nhau, hai lựa chọn cuộc đời khác nhau. Không rời được dục vọng thì cả đời phiền não, người không vừa lòng với hoàn cảnh, tất nhiên sẽ nóng nảy muốn rời khỏi nơi khiến mình chịu khổ, người biết nhẫn nại, nghe xong tất nhiên sẽ tiếp tục ở lại, chịu đựng, chờ đợi tới khi mình được hồi báo xứng đáng. Thực ra thì, cả hai thanh niên trong câu chuyện trên đều đã sớm có câu trả lời trong lòng mình,
Một người đã không thể chịu đựng nổi nữa, một người thì vẫn cố gắng nằm gai nếm mật. Một câu nói của thiền sư tăng thêm lòng tin, sự kiên định cho hai người, vì vậy họ mới có hai lựa chọn khác nhau. Cuộc đời vốn không có thứ gì tốt tuyệt đối hay xấu tuyệt đối, nếu như đã có lựa chọn của riêng mình rồi, hãy dũng cảm bước tiếp, đừng chỉ chờ đến khi có ai đó khích lệ thêm lòng tin của mình. Cũng như vị chuyên gia nông nghiệp và người quản lý ở trên, chính là một kiểu lựa chọn trong cuộc sống, không tồn tại cái nào cao, cái nào thấp, chỉ có ta muốn lựa cái nào mà thôi, đời người ra sao chẳng qua chỉ nằm ở một ý niệm, tự bản thân ta quyết định ý niệm đó là tốt nhất, không cần phải mượn tay người khác. 3. Tâm thiện thì hưởng phúc báo, tâm ác tự khắc nhận ác báo. Một ý niệm quyết định thiện ác, tâm sinh thiện hành động cũng hướng tới những điều thiện, mệnh số tự khắc có phúc báo, nhưng nếu tâm sinh ác, làm ra những điều xấu xa, ác báo tự khắc tìm đến. Rất lâu trước kia, tại một thôn làng ở vùng núi có một câu chuyện được lưu truyền lại rằng, dưới chân núi có một người thợ điêu khắc rất có danh tiếng. Làng bên cạnh khi đó mới xây dựng một ngôi miếu, người thợ điêu khắc này được mời tới để khắc một bức tượng Bồ Tát. Lúc ấy, sắc trời đã tối, người thợ điêu khắc này muốn đi sang làng bên buộc phải đi qua một khu rừng vốn có truyền thuyết ma quỷ hoành hành, từng có rất nhiều người đi đêm gặp phải con quỷ đó và bị dọa cho khiếp sợ. Về nhà mà vẫn chưa hoàn hồn, tinh thần không còn được bình thường, cho nên bạn bè và người thân của vị thợ điêu khắc hết lời khuyên bảo ông chờ tới khi trời sáng rồi hẵng lên đường, để tránh gặp bất trắc. Nhưng người thợ điêu khắc chỉ lo đi muộn sẽ lỡ mất giờ đã hẹn trước, vì vậy đã nói với người nhà, thứ gì cũng có thể để lỡ, nhưng khắc tượng Phật thì không thể. Nói xong ông lập tức lên đường, đi một mình, đi tới nửa đường, màn đêm đã buông xuống, khung cảnh xung quanh mù mịt chỉ có ánh trăng lạnh lẽo trên đầu. Đúng lúc này, người thợ điêu khắc bỗng trông thấy một cô gái đang ngồi cúi đầu khóc thút thít bên vệ đường, đôi giày của cô gái rách nát, nhìn vô cùng chật vật. Người thợ điêu khắc bước tới gần hỏi cô có cần giúp gì không? Cô gái trả lời tôi muốn đi qua núi kia để sang làng bên thăm mẹ đang bị ốm. Đi tới nửa đường vì giày bị rách, chân đau quá không thể đi bộ tiếp được nữa. Tôi lại sợ truyền thuyết ma quỷ ở đây nên không dám đi tiếp về trước. Vị thợ điêu khắc đáp, nếu như cô không ngại thì tôi có thể cõng cô một đoạn đường. Cô gái đồng ý. Đi hồi lâu, người thợ điêu khắc đổ mồ hôi ướt sũng lưng nên dừng lại nghỉ ngơi. Cô gái mới hỏi, chẳng lẽ ông không sợ truyền thuyết ma quỷ ở đây sao? Sao không vội vã lên đường một mình mà còn chậm trễ vì giúp tôi? Người thợ điêu khắc trả lời cô, tôi cũng muốn đi nhanh chứ, nhưng nếu tôi bỏ lại cô ở đây một mình, ngộ nhỡ cô gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Tôi cõng cô đi, dù mệt nhưng ít nhất có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong, người thợ trông thấy dưới chân có một đoạn gỗ, cho nên đã nhặt lên lấy ra công cụ điêu khắc trong túi của mình, vừa nhìn cô gái, vừa dùng dao khắc vài nét. Cô gái tò mò hỏi người này làm gì, ông vui vẻ đáp, tôi thấy cô rất đẹp, lại trang nghiêm, hiền hòa, rất giống bức tượng Bồ Tát mà mẹ tôi thờ phụng trong nhà, cho nên mới khắc một bức tượng Bồ Tát dựa theo dung mạo của cô. Cô gái nghe xong nhất thời nước mắt chảy ròng ròng, bấy giờ cô mới nói, cô chính là ma quỷ trong truyền thuyết của người dân làng. Trước đây, cô dẫn theo con gái đi thăm mẹ bị ốm, trên đường đi qua đây đã gặp cướp, con gái cô xấu số không thoát được, vì quá đau lòng nên cô đã nhảy xuống vách núi đi gặp con, từ đó hóa thành ác quỷ. Chuyên quấy phá người đi đêm qua đây, cô không bao giờ nghĩ tới một người mang đầy lòng oán thù như cô lại được nghe lời khen dung mạo xinh đẹp, hiền từ như Bồ Tát từ người thợ điêu khắc. Chính sự chân thành, thiện lương của người thợ điêu khắc đã cảm hóa vị nữ quỷ này, cô siêu thoát ngay sau đó, không còn xuất hiện quấy nhiễu người đi đường nữa. Trời vừa sáng, người thợ điêu khắc cũng đến ngôi miếu làng bên đúng giờ, đời người luôn phải đứng trước rất nhiều lựa chọn, chỉ một ý niệm có thể quyết định vui buồn. Sầu khổ ngày sau, tâm hướng thiện có thể đổi lấy trăm năm tu hành, người biết đặt chữ thiện lên hàng đầu, tức là đã thấu tỏ hạnh phúc của thế gian. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.